Hello, xin chào các bạn đến với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm cái mảnh sắt trắng và pha lê nhá. Mình sẽ chỉ cho các bạn những cái nơi mà chứa nhiều cái hai cái đá này, mảnh pha lê và mảnh sắt trắng. Và mình sẽ xem luôn là chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu, tổng cộng là bao nhiêu cái mảnh pha lê và mảnh sắt trắng trong cái hành trình này nhá. Ok. Đầu tiên các bạn tay lên đây cho mình. Đây là cái chỗ gần núi Vọng Phong này. Đấy. Sau rồi các bạn đi theo mình nhá. Chúng ta đến chỗ nào thì chúng ta sẽ đánh dấu ở đấy luôn. Thì các bạn đánh dấu theo mình. Rồi. Sau này chúng ta chỉ cần đi theo cái điểm đánh dấu thôi là chúng ta sẽ xong. Ok. Đây là nơi đầu tiên nhá. Tiếp đến thì sẽ là nơi thứ hai. Các bạn tay lên ra đây cho mình này. Chỗ hẻm núi Minh Quán nhá. Ok, sau đây di chuyển đến xuống cái vách hẻm này cho mình. Đây. Các bạn có thể vừa xem rồi vừa đi theo mình, vừa farm và đánh dấu cùng mình luôn. Thế cho nó tiện. Ok, vậy đã hết rồi. Đánh dấu phát. Nơi thứ ba. Các bạn bật mắt lên này. Xuống tele ở chỗ đỉnh Vọng Phong này cho mình. Rồi, chạy thẳng lên đây. Đây. Đánh dấu nhá. Tiếp đến nơi thứ tư thì các bạn tay lên đến cái khu vực lang lánh này cho mình. Rồi sau đây thì di chuyển theo mình nhá. Đây. Chỗ này thì rất là nhiều luôn. Nhưng toàn mảnh sắt trắng thôi. Ok, đánh dấu này. Tiếp theo cái địa điểm thứ năm thì các bạn tay lên xuống đây cho mình. Tay lên xuống cái chỗ thung lũng ký ức này. Rồi di chuyển theo mình nhá. Đây có cái hố này, có cái hố lọt xuống đây này. À, có vẻ là cái khu vực này thì mình đã farm mất rồi. Nên là nó không còn ở đây nữa. Nhưng mà các bạn cứ đánh dấu ở chỗ này cho mình nhá. Tại vì khu vực này mình đi qua mình farm mất rồi nên nó chưa kịp hồi. Khu vực thứ 6 thì các bạn tele sang bên chỗ map nham cho mình. À cũng chưa hẳn là map nham đâu. Thì các bạn tele sang đây cho mình này. Phía dốc Vô Vọng đi sang nhá. Ôi giời ơi, con lợn. Bây giờ di chuyển theo mình nhá. Đấy. Đến xuống dưới đây này.
Trồng trượt mấy cái cây tre ấy. Ở đây chúng ta có 4 mỏ. Tiếp đến cái khu vực thứ 7 thì các bạn sẽ lên theo mình này. Sẽ lên đến Âu Tàng Sơn nhé. Đây, rồi các bạn bay xuống đây. Ở đây có mấy cục mảnh sắt trắng này. Ở đây thì cũng không nhiều, nhưng mà chúng ta đến gặp thì chúng ta cứ đánh thôi. Có thì chúng ta cứ đánh thôi. Đấy. Sau rồi các bạn xuống vách cho mình. Rồi đi vào trong lối này nhá. Đấy. Nhiều không? Ở trên là mấy cái mảnh sắt trắng, còn ở dưới thì có rất nhiều cái đá pha lê. Có cả thạch phách luôn. Theo như mình thấy thì cái đá pha lê này nó sẽ rơi random tầm 1 đến 2 mảnh mỗi mỏ. Ok, vậy là đá farm được hết ở khu vực này rồi. Ở đây vẫn còn chứ. Ok. Nơi tiếp theo thì các bạn tele đến đây cho mình này. Đây. Ở khu vực gần Lục Hoa Trì ấy. Rồi, cái này thì các bạn chạy theo mình lên đỉnh đi. Rồi bay xuống. Đấy, bay theo mình. Đây rồi, mình thấy cái mảnh pha lê đây rồi. Đấy, vào trong cái hang này. Ok. Đánh dấu phát. Nói tiếp theo mình muốn chỉ cho các bạn là cái chỗ này. Các bạn tele lên đây, gần cái khu vực Tuần Ngọc Lăng nhá. Rồi các bạn di chuyển theo mình này. Đấy, các bạn bay vào đây cho mình. Đấy, thấy chưa? Rất nhiều mỏ trong này luôn.
Đánh dấu phát này, vẫn còn tiếp nhá, ở khu vực này vẫn còn này. Mình chỉ tiếp theo này. Nhưng mà cứ đánh dấu cái đã. Rồi, tiếp theo này trèo lên. Rồi sẽ đi thẳng ra thì sẽ thấy luôn. Đấy. Ok, cái nơi tiếp theo thì các bạn tele theo mình nhá. Tele đến cái chỗ này này. Gần khu vực thần luật quan này. Rồi di chuyển theo mình nhá. Đấy, ngay trước mặt luôn này. Ôi, có một cái như vừa rớt đâu nữa phải không nhỉ? Không, chắc là mình nhặt được hết rồi nhỉ? Ok, đánh dấu này. Tiếp đến thì các bạn tay lên đến cái chỗ này cho mình nhá. Ngay cũng ngay gần chỗ vượn đang đứng ngay luôn. Rồi các bạn di chuyển theo mình nhá. Đây, trong này khá nhiều đấy. Ui đau. Tiếp đến là nơi tiếp theo thì các bạn tele lại đây cho mình nhé, gần khu vực Thiên Hoành Sơn này. Rồi các bạn di chuyển theo mình này. Đấy, đi sang là gặp luôn. Đây cũng có này. Ok, chúng ta sẽ đến nơi tiếp theo nhá. Cái địa điểm tiếp theo thì các bạn tele đến chỗ Cô Vân Các cho mình. Cô Vân Các nhá. Rồi di chuyển theo mình này. Đi ngược về phía sau này. Đây. Địa điểm tiếp theo thì các bạn tele đến cái chỗ khu vực Cô Vân Các luôn. Ở cái chỗ Cô Vân Lăng Tiêu cho mình. Ok, sau đấy các bạn rẽ trái luôn nhá. Rẽ trái sang bên này này. Chạy thẳng đến cái mỏm đá trước mặt luôn cho mình.
đánh dấu này. Thì có thể hôm nay giờ mình quên đánh dấu mất rồi, nhưng mà các bạn nào mà các bạn cứ nhớ là đánh dấu lại nhá, lúc sau đi cho nó dễ. Sau đấy các bạn chạy thẳng sang khu vực bên này luôn, bên có cái thuyền đổ nát này này. Đấy, bên này có cũng có này. Đấy, chúng ta sẽ đánh dấu ở đây thôi, thì đi sang đây sẽ thấy. Ở cái ngọn đầu kia cũng có nữa này. Bây giờ mình sẽ bơi sang đây luôn nhá. Các bạn cứ lưu ý là đi đến đâu thì đánh dấu đến đấy nhá. Thì hôm sau chỉ việc đi theo cái hành trình thôi. Đây rất là nhiều luôn đấy. Ok, đánh dấu lại này. Bây giờ thì đến đến nơi cuối cùng thì mình muốn nói với các bạn, đó là cái ở trong cái phế tích Phong Long này. Phế tích Phong Long này thì nó có rất nhiều cái đá xanh này, nhưng mà nó lại làm rải rác thôi, nó không làm tập trung giống như những cái mỏ ở trước mình ấy, nên là mình chỉ cho các bạn thế này thôi. Thì các bạn đến đây thì đi dò vòng quanh các cái vách đá này thì sẽ gặp nhiều, nhưng mà nó sẽ mọc lẻ tẻ ở rải rác khắp nơi thôi, nó không mọc cả cụm đâu. Ok, vậy là xong cái clip ngày hôm nay, để xem là được bao nhiêu cái đá nào. Như vậy là mình từng được tầm khoảng gần 70 cái mảnh pha lê và gần 40 cái mảnh sắt trắng. Ok, thì các bạn đi thì các bạn nhớ đánh dấu lại nhá. Tầm 2 ngày sau thì các bạn quay lại mỏ đấy lại khai thác tiếp. Thế là xong. Và clip của mình hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và đăng ký nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.